Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức Xoáy TV. Thưa quý vị, bị dồn vào thế đường cùng, tướng Việt Nam dám tuyên bố điều này khiến Trung Quốc nổi điên. Chuyên gia phân tích hậu quả khi luật cho phép hải cảnh Trung Quốc sử dụng vũ khí trên vùng biển. Nếu dùng súng bắn vào các tàu dân sự hoặc các tàu khác trên biển là hành động gây chiến. Hành động gây chiến thì sẽ được trả lời bằng chiến tranh. Chuyên gia cũng cho rằng Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh Đài Loan và tấn công Việt Nam ở Trường Sa. Trung Quốc công khai dự thảo luật sửa đổi cho phép lực lượng hải cảnh nước này sử dụng vũ khí trong vùng biển mà Bắc Kinh cho là thuộc quyền tài phán của Hoa Lục. Theo các nhà quan sát chính trị thì luật này sẽ được Trung Quốc thông qua kỳ họp quốc hội của họ vào tháng sắp tới. Dự thảo cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển được sử dụng vũ khí để xua đuổi tàu nước ngoài bị cho là xâm phạm lãnh hải Trung Quốc hoặc thẩm vấn thủy thủ đoàn, cũng như được phép sử dụng vũ khí chống lại các tàu không tuân theo mệnh lệnh trong lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Trung Quốc. Dự thảo được công bố trong bối cảnh tàu hải cảnh Trung Quốc gia tăng hiện diện ở Biển Đông, có những hành động phi pháp quấy rối tàu của một số nước trong khu vực, trong đó có tàu của ngư dân Việt Nam. Bẫy từ chỗ không có tranh chấp thành có tranh chấp. Từ chỗ không có tranh chấp gì cả biến thành có tranh chấp là do Trung Quốc từ nhảy vào nhận của mình. Bây giờ Trung Quốc ban luật cho sử dụng vũ lực thì đó là điều cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến những xung đột không thể lường trước được. Vị chuyên gia nói việc Trung Quốc cho phép hải cảnh được sử dụng vũ khí thì sẽ dẫn đến việc trong thời gian tới, những đội tàu của Trung Quốc xâm phạm vùng biển các quốc gia khác mà có thể sử dụng vũ lực. Theo hội nghề cá, cảnh sát biển Trung Quốc từng nhiều lần đâm và cướp phá các tàu cá của Việt Nam. Nghiêm trọng là sự kiện tàu cá Việt Nam bị cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ, ngư dân Việt Nam bị đánh đập khi đang khai thác trong vùng biển tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Quốc đồng thời cũng tuyên bố chủ quyền vừa qua. Đây không phải là sửa đổi mà là luật mới. Nói về sự việc này, một chuyên gia giàu tin nói trên báo Mỹ, đây không phải là sửa đổi mà là luật mới, có thể gọi tắt là luật hải cảnh của Trung Quốc. Nó cho phép lực lượng hải cảnh của Trung Quốc được sử dụng vũ khí trong trường hợp mà họ cho là nguy hiểm và xâm phạm vùng biển của Trung Quốc. Ngoài ra, nó cũng cho phép thẩm quyền của hải cảnh Trung Quốc rất rộng, cả trên không, vùng đặc quyền kinh tế bao gồm cả những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi lấp tại Hoàng Sa và Trường Sa, có quyền phá hủy những đảo nhân tạo trong khu vực này và còn có quyền thu giữ các tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc nhận của mình. Vị chuyên gia cho rằng, bên cạnh cái bẫy gọi vùng biển trong đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra là vùng biển tranh chấp, nếu họ bắn là Việt Nam phải bắn lại. Trước hành động ngang ngược của chính quyền Trung Quốc, chuyên gia này nhận định luật hải cảnh mới của Trung Quốc vi phạm tất cả những nền tảng luật pháp quốc tế cũng như Công ước Quốc tế về Luật Biển. Một trong những quy định căn bản là khi có tranh chấp xảy ra thì các nước liên quan phải để nguyên trạng và không được dùng vũ lực. Vị này phân tích hậu quả khi luật cho phép sử dụng vũ khí trên vùng biển. Nếu đó là nếu dùng súng bắn vào các tàu dân sự hoặc các tàu khác trên biển là hành động gây chiến. Hành động gây chiến thì sẽ được trả lời bằng chiến tranh. Nó nghiêm trọng ở chỗ đấy. Ông nói đó là hành động khiêu khích để tránh, đánh gây ra chiến tranh. Vị này nhận định Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh để tấn công Đài Loan và tấn công Việt Nam ở Trường Sa. Việt Nam trước hết là phải phản đối. Nếu họ bắn là Việt Nam phải bắn lại. Chuyên gia này cũng cho biết Trung Quốc làm thế là đánh giá thấp Mỹ, vì họ cho rằng nước Mỹ đang trong bầu cử, như vậy sẽ là cơ hội tốt để Trung Quốc gây chuyện. Vì Việt Nam, Mỹ, châu Âu đồng loạt tung đòn trừng phạt Trung Quốc khiến Bắc Kinh vỡ mộng. Việc cả Mỹ và châu Âu đồng loạt trừng phạt Trung Quốc vào thời điểm này cho thấy sự nồng ấm trong quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương ở giai đoạn đầu của chính quyền Tổng thống Biden. Trung Quốc từng coi châu Âu như là một đối tác thân thiện khi các nhà lãnh đạo của khu vực này né tránh việc tham gia vào cuộc chiến do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động đối với Trung Quốc trên lĩnh vực thương mại và công nghệ. Nhưng vào đầu tuần này, hình ảnh đó đã tan vỡ khi EU cùng với Mỹ, Anh và Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Tân Cương. Bước lùi về mặt ngoại giao của Bắc Kinh, đây là các lệnh trừng phạt đầu tiên của EU nhằm vào Trung Quốc kể từ sau lệnh cấm vũ khí năm 1989. Phát biểu tại cuộc họp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh gọi các biện pháp trừng phạt mới là sự vu khống và xúc phạm danh tiếng và phẩm giá của người dân Trung Quốc. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách tuyên bố sẽ trừng phạt 4 nhà lập pháp châu Âu và một nhà nghiên cứu người Đức. EU cho biết sẽ áp dụng lệnh trừng phạt cấm đi lại và đóng băng tài sản với 4 quan chức Trung Quốc là những người giữ các chức vụ lãnh đạo tại vùng Tân Cương và một công ty xây dựng tại Tân Cương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không công bố chi tiết các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức châu Âu.
Các biện pháp trừng phạt mà Trung Quốc thường áp dụng đối với các quan chức nước ngoài là cấm đi lại từ Trung Quốc lục địa Hồng Kông, Macau và cấm các công ty liên quan đến những nhân vật này làm ăn tại Trung Quốc. Việc cả Mỹ và châu Âu đồng loạt trừng phạt Trung Quốc vào thời điểm này cho thấy sự nồng ấm trong quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương ở giai đoạn đầu của chính quyền Biden, người luôn muốn thành lập một liên minh để đối đầu với Trung Quốc. Mỹ và EU dường như đang xích lại gần nhau hơn sau 4 năm rạn nứt quan hệ với những mâu thuẫn và bất đồng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Động thái của châu Âu diễn ra sau khi có nhiều lời chỉ trích về các hành vi thương mại và cách xử lý mạnh tay của Trung Quốc trong vấn đề Tân Cương, Hồng Kông. Giới phân tích cho rằng tác động của các biện pháp trừng phạt không đáng kể, nhưng thái độ cứng rắn của phương Tây là một bước lùi về mặt ngoại giao đối với Bắc Kinh. Nhìn rộng hơn, điều này phản ánh sự suy giảm trong quan hệ của Trung Quốc đối với phương Tây và các nước láng giềng châu Á, trong đó có cả Ấn Độ, khi chính phủ Trung Quốc theo đuổi các chính sách về chiến lược và thương mại ngày càng quyết đoán hơn. Trung Quốc vỡ mộng trong quan hệ với EU, các thỏa thuận thương mại của Trung Quốc với châu Âu từng được coi là điểm sáng trong bối cảnh Bắc Kinh phải xoay vần giữa cơn bão ngoại giao liên quan đến vấn đề Hồng Kông, Biển Đông, đối mặt với các cáo buộc thực hiện hành vi gián điệp và đánh cắp công nghệ. Quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng leo thang căng thẳng sau cuộc đụng độ tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Trên dãy Himalaya, Trung Quốc đã cấm hầu hết các hàng nhập khẩu từ Australia sau khi chính phủ nước này kêu gọi điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Về phần mình, các nhà lãnh đạo của EU, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bác bỏ lời kêu gọi của cựu Tổng thống Trump tham gia cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc vào năm 2017. Vào tháng 12 năm 2020, Trung Quốc và châu Âu đã ký kết thỏa thuận đầu tư toàn diện EU-Trung Quốc bất chấp sự phản đối của Mỹ và những lời chỉ trích liên quan đến việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát đối với đặc khu hành chính Hồng Kông. Nhiều ý kiến cho rằng thỏa thuận này giống như một cú vỗ mặt đối với Mỹ và là dấu hiệu cho thấy các vấn đề chính trị bị gạt ra ngoài hoạt động thương mại. Châu Âu được cho là đã hoan nghênh các hoạt động đầu tư của Trung Quốc sau khi Mỹ từ chối tham gia. Nhiều thỏa thuận được đề xuất với lý do lo ngại về mặt an ninh. Trung Quốc đã chi hàng tỷ USD để mua lại nhà sản xuất robot Kuka của Đức, tập đoàn nông nghiệp khổng lồ Syngenta của Thụy Sĩ và nhiều tài sản quan trọng khác trong lĩnh vực công nghiệp. Đã có những lời phàn nàn về việc châu Âu đang dần cắt đứt quan hệ đồng minh với Mỹ khi trao cho Trung Quốc một chiến thắng về mặt ngoại giao. Nhiều nhân vật cứng rắn với Bắc Kinh đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu từ bỏ thỏa thuận khai. Tuy vậy, giai đoạn nồng ấm trong quan hệ giữa châu Âu với Trung Quốc đã thay đổi sau khi xuất hiện những lời cảnh báo về việc châu Âu đang đánh mất các công nghệ quan trọng, trong khi đó Trung Quốc lại hạn chế cho phép nước ngoài tiếp cận các tài sản của nước này. Anh Đức và nhiều lãnh đạo khác của EU đã đưa ra lời cảnh báo trước cảnh tỉnh các hoạt động thâu tóm của các công ty Trung Quốc. Các nỗ lực của EU nhằm xây dựng một chính sách chung đối với Trung Quốc rất phức tạp do những mâu thuẫn và xung đột lợi ích giữa các nước thành viên trong khối. Đức và Pháp đã bày tỏ sự không hài lòng vì khi cho rằng Bắc Kinh có thể đang cố gắng chia rẽ khối với việc xích lại gần hơn các nước thành viên nghèo hơn ở Đông và Trung Âu. Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường hợp tác về thương mại và vaccine ngừa COVID-19 với các quốc gia này. Ngoài việc cảnh giác các hoạt động đầu tư của Trung Quốc, chính phủ các nước châu Âu cũng tăng cường tham gia vào nỗ lực thách thức các yêu sách hàng hải phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông qua việc điều tàu chiến đến khu vực để thực hiện hoạt động tự do hàng hải. Trung Quốc định lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, Mỹ phản đối mạnh mẽ. Truyền thông quốc tế cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông và giới chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ. Trang tin Hoa ngữ đa chiều, Đại tướng Charles Brown, tư lệnh không quân Thái Bình Dương của Mỹ đã tuyên bố tại một hội nghị điện thoại định kỳ do Trung tâm Truyền thông Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, nếu Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, họ sẽ vi phạm trật tự quốc tế và nguyên tắc tự do và cởi mở ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tướng Brown nói, Trung Quốc định thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia và cũng vi phạm quyền tự do bay và hàng hải trước đây theo luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà tôi đã nói trước đây. Ông Brown cũng nhấn mạnh, động thái này xâm phạm một số không phận quốc tế không chỉ ảnh hưởng đến không quân Mỹ ở Thái Bình Dương mà tất cả các nước bản địa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng tôi bày tỏ mối quan tâm về những sự kiện như vậy là rất quan trọng. Ông chỉ trích Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động mang tính cơ hội trong lúc các nước đang bận đối phó với đại dịch COVID-19 và tiến hành ép buộc các nước láng giềng khi đề xuất các yêu sách bất hợp pháp về chủ quyền hàng hải.
Ông nhắc lại rằng Mỹ nỗ lực bảo vệ tự do hàng không và hàng hải trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và nguyên tắc giải quyết hòa bình mọi tranh chấp. Ông nói một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở là một khu vực an toàn thịnh vượng và tự do cho tất cả các quốc gia, có thể mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia và cho phép tất cả các quốc gia bay, đi thuyền và hoạt động theo luật pháp quốc tế. Được biết, các báo South China Morning Post của Hồng Kông và The Economist của Anh gần đây đều đưa tin nói Trung Quốc có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Tờ South China Morning Post dẫn lời một quan chức BOA quân đội Trung Quốc nói rằng kế hoạch của Trung Quốc thiết lập khu vực nhận dạng phòng không ở Biển Đông đã bắt đầu từ năm 2010 và đã được 10 năm. Khu vực này bao gồm các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa. Nguồn tin quân sự này tiết lộ rằng Trung Quốc hy vọng chờ thời điểm thích hợp để công bố. Mới đây nhất trong một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khi một phóng viên hỏi về vấn đề này, ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời rằng mỗi quốc gia đều có kế hoạch hoạch định các khu vực nhận dạng phòng không và quyết định có hay không thành lập các khu vực nhận dạng phòng không dựa trên mức độ đe dọa an ninh hàng không mà nước này phải đối mặt. Ông ta nói phía Trung Quốc sẽ căn cứ các mối đe dọa an ninh hàng không phải đối mặt ở vùng biển có liên quan của Biển Đông và xem xét tổng hợp các nhân tố có mặt liên quan và thận trọng nghiên cứu vấn đề liên quan. Cũng theo đa chiều, một nguồn tin quân đội khác nói, Bắc Kinh đã không thể tuyên bố việc thành lập nhận dạng phòng không ở Biển Đông trong quá khứ do cân nhắc về kỹ thuật, chính trị và ngoại giao. Lý Kiệt, một đại tá quân đội Mỹ hưu chuyên gia quân sự hải quân ở Bắc Kinh nói, trong những trường hợp bình thường, các nước sẽ chờ thời điểm chín muồi để tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không. Các điều kiện bao gồm có đầy đủ thiết bị phát hiện cần thiết và khả năng chiến đấu và các cơ sở hạ tầng đồng bộ để quản lý vùng nhận dạng phòng không. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết ông đã nhận ra Trung Quốc đại lục có kế hoạch như vậy. Ngoài ra, tờ South China Morning Post dẫn lời Lully Street, cựu giảng viên của Học viện Hải quân Cao Hùng Đài Loan nói, việc xây dựng hệ thống phòng không và radar của đại lục đã diễn ra trong nhiều năm, bao gồm trên các đảo san hô chữ thập, Subi và Vành Khăn của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà họ đã chiếm giữ vi phạm và cải tạo thành đảo nhân tạo. Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington và hình ảnh vệ tinh thu được cho thấy Trung Quốc đã triển khai máy bay cảnh báo sớm phòng không KC-500, hệ thống kiểm soát máy bay và máy bay tuần tra chống ngầm KQ-200 tại đá chữ thập. Tuy nhiên, South China Morning Post cũng trích dẫn quan điểm của các chuyên gia cho rằng nếu Bắc Kinh tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, họ sẽ làm gia tăng căng thẳng quan hệ với Washington và gây ra những rạn nứt không thể khắc phục trong quan hệ với các nước láng giềng. Báo này cho rằng Bắc Kinh có thể vẫn thận trọng trước phản ứng có thể xảy ra của Washington và các nước láng giềng Đông Nam Á. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được phép tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình chiến sự tại Biển Đông giữa các nước để gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Quý vị và các bạn vui lòng nhấn nút subscribe kênh để có thể nhận tin tức một cách nhanh chóng nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!